Kính thưa quý vị, ngôn ngữ trong lời ca quan họ giàu tính hình tượng, có những hình tượng đã quen thuộc và được khẳng định giá trị nghệ thuật thơ ca và nghệ thuật tạo hình từ rất sớm như hình ảnh con thuyền. Đây là một hình tượng được sử dụng khá thành công trong nhiều bài quan họ, thuyền như người bạn tri âm với bao niềm tâm sự. Thuyền mở đáy chèo, bắt lái chèo ra, nhịp hai tìm bạn, nhịp ba tìm chồng. Chị hai ơi thương lấy tôi cùng, như mũi có lá, như dọc có mây. Tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức câu ca quan họ Bắc Ninh đời cổ, thuyền mở đáy chèo. Các nền anh nền chị quan họ xin được trân trọng ca tiếp.
kính thưa quý vị.